Chào các bạn, hôm nay tôi muốn chia sẻ với các bạn về một đề tài của biệt ngữ hay thuật ngữ. Biệt ngữ là gì và ví dụ của nó? Biệt ngữ là một thuật ngữ do ngôn ngữ chuyên ngành hoặc kỹ thuật chỉ được biểu hiện bởi những người và thành viên của một nhóm hoặc những người thực hiện một giao dịch vụ cụ thể. Ví dụ, nghề luật có nhiều thuật ngữ được coi là biệt ngữ, hoặc thuật ngữ mà chỉ luật sư và thẩm phán sử dụng thường xuyên. Các từ biệt ngữ là gì? Thuật ngữ là một thuật ngữ văn học mà được định nghĩa là việc sử dụng cụ thể cụm từ và từ trong một đặc biệt tình hình, nghề nghiệp hay thương mại. Những thuật ngữ chuyên ngành này được sử dụng để truyền đạt ý nghĩa ẩn được chấp nhận và hiểu trong lĩnh vực đó. Ví dụ về biệt ngữ được tìm thấy trong các tác phẩm văn học và phi văn học. Biệt ngữ được sử dụng để làm gì? Biệt ngữ là loại ngôn ngữ cụ thể được sử dụng bởi một nhóm hoặc nghề cụ thể. Biệt ngữ có thể được sử dụng để mô tả ngôn ngữ kỹ thuật được sử dụng chính xác theo cách tích cực, hoặc nó có thể mô tả ngôn ngữ quá kỹ thuật, tối nghĩa và tự phụ theo cách tiêu cực. Làm thế nào chúng ta có thể áp dụng biệt ngữ trong cuộc sống hàng ngày của chúng ta? Nếu bạn đang nói chuyện không chính thức cho người khác trong các lĩnh vực cùng của nghiên cứu, nghề nghiệp hay một nhóm, bạn có thể sử dụng thuật ngữ và vẫn được hiểu. Tuy nhiên, nếu bạn đang nói chuyện với một người nào đó bên ngoài nhóm hoặc văn bản làm việc cho một đối tượng to hơn lớn hơn, bạn có thể nên tránh những sử dụng các thuật ngữ. Khi nào bạn nên sử dụng biệt ngữ? Quy tắc có giá trị này nên được áp dụng cho bất kỳ điều gì bạn viết, nhưng đặc biệt là khi bạn đang sử dụng thuật ngữ công nghiệp. Nếu biệt ngữ bao gồm các thuật ngữ và cụm từ mà chỉ một nhóm người cụ thể sẽ hiểu, vì đừng sử dụng nó khi viết một cái gì đó cho đối tượng chung hơn. Biệt ngữ tốt hay xấu? Thuật ngữ riêng của mình không thực hiện được phá vỡ doanh nghiệp của bạn, giống như tiếng Pháp, khoai tây hay SUV. Thuật ngữ phải là vốn đã xấu, đó là những người lạm dụng nó hay không nhận ra thời điểm thích hợp và địa điểm cho nó vào thuật ngữ một xấu cái xấu tốt hơn. Nhìn vào đối tượng của bạn và mục tiêu của bạn và điều chỉnh thông điệp của bạn phù hợp. Những lợi thế của việc sử dụng biệt ngữ là gì? Ưu điểm: hãy để bạn nói chuyện ngắn gọn với những người khác biết bạn đang nói về điều gì, và do đó giảm thời gian cần thiết để giao tiếp với những người không cần giải thích. Nhược điểm: những người khác ngoài ngành hoạt động sẽ không biết bạn đang nói về và họ có thể bị nhầm lẫn. Tại sao biệt ngữ quan trọng trong giao tiếp? Các từ biệt ngữ có nghĩa là đã tăng cường giao tiếp bằng cách đơn giản hóa một khái niệm cụ thể. Điều này hoạt động khi tất cả mọi người tham gia vào cuộc trò chuyện đều biết ý nghĩa của từ này. Đối với những người không dính vào, tuy nhiên nó có thể được coi là hợp hĩnh kỹ thuật. Thuật ngữ có thể lãng phí thời gian và tiền bạc. Làm thế nào để biệt ngữ ảnh hưởng đến người đọc? Biệt ngữ có thể là rào cản đối với giao tiếp ở chỗ nó không nhất thiết phải quen thuộc với các kế nhân bên ngoài nhóm hoặc lĩnh vực đó. Trong ví dụ trên, việc sử dụng thuật ngữ không tăng của người đọc hiểu biết, nhưng nó không làm cho các nhà xuất hiện như một chuyên gia về vấn đề này. Tại sao biệt ngữ trong truyền thông pháp lý có hại? Nó có thể có hại vì có những người không biết hoặc hầu như không tìm hiểu về các điều khoản pháp lý. Tại sao bạn nghĩ rằng các công ty, chính phủ và những người khác đã chống lại việc đưa ra các thảo luận, thỏa thuận và thông tin pháp lý vào các điều khoản đơn giản? Làm thế nào để biệt ngữ ảnh hưởng đến giao tiếp? Biệt ngữ can thiệp vào luồng thông tin liên lạc theo 3 cách khác nhau. Bằng cách làm chậm nó và bằng cách làm vấy bẩn những ý tưởng bạn đang cố gắng truyền đạt. Khi bạn sử dụng biệt ngữ vô tình hay hữu ý, bạn đang báo hiệu rằng bạn chỉ muốn tiếp cận đối tượng của những người đã hiểu về các điều khoản.
Làm thế nào để bạn vượt qua rào cản biệt ngữ trong giao tiếp, vượt qua rào cản ngôn ngữ? Thứ nhất, sử dụng ngôn ngữ đơn giản. Thứ hai, tìm một dịch vụ dịch thuật đáng tin cậy. Thứ ba, tranh thủ phiên dịch. Thứ bốn, cung cấp các lớp học cho nhân viên của bạn. Thứ năm, sử dụng phương pháp trực quan của giao tiếp. Thứ sáu, sử dụng sự lặp lại. Thứ bảy, được tôn trọng. Nhớ subscribe hay đăng ký để xem video kế tiếp. Cảm ơn.